Nước ta có các vùng biển và thềm lục địa rộng lớn, cũng là nơi có tiềm năng rất lớn về dầu khí. Việc khai thác tấn dầu đầu tiên vào ngày 26 tháng 6 năm 1986 đã đưa Việt Nam vào danh sách những nước khai thác và xuất khẩu dầu thô. Đặc biệt là việc khai thác được tấn dầu đầu tiên từ tầng đá móng Bạch Hổ đã gây tiếng vang lớn trong giới khoa học địa chất của ngành dầu khí. Từ đó đến nay, ngành dầu khí đã khai thác được trên 500 triệu tấn dầu quy đổi, trong đó có trên 380 triệu tấn dầu và gần 150 tỷ mét khối khí. Doanh thu từ bán dầu đạt trên 150 tỷ đô la Mỹ, nộp ngân sách từ dầu thô trên 80 tỷ đô la Mỹ. Với những con số ấy, có thể nói ngành dầu khí đóng vai trò vô cùng quan trọng, là ngành kinh tế mũi nhọn, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, bảo đảm tăng trưởng kinh tế của đất nước nhanh và bền vững, cũng như bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời có vai trò quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển khoa học công nghệ, đóng góp vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong hành trình tìm dầu, làm giàu cho đất nước, những ngọn lửa được thắp sáng trên đỉnh những giàn khoan giữa đại dương mênh mông chính là biểu tượng của việc dòng dầu vẫn đang tuôn trào. Nơi ấy là mái nhà thứ hai của những người lao động, những người mà xin được gọi họ với một cái tên đầy trân trọng, những người lính giàn khoan. Chúng tôi đã có mặt tại giàn công nghệ trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ, liên doanh Việt Nga Veso Petro, để được gặp gỡ những người lính giàn khoan, để được tận mắt chứng kiến công việc hàng ngày trên một giàn khoan dầu khí. Vâng ạ, chúng ta vẫn nói là mùa xuân đến từ những giếng dầu, và chúng tôi đang có mặt ở một trong những giếng dầu như thế. Dầu ở dưới lòng nước biển khoảng 3.000, 4.000 mét và sâu hơn như thế nữa sẽ được đưa lên, được khai thác qua những cái đường ống như thế này ạ. Và sau đó thì được xử lý qua những cái đầu giếng. Tất cả dầu sẽ được thu gom, xử lý và vận chuyển qua tất cả những cái hệ thống giàn ở trên này. Dầu và khí sẽ được khai thác từ các mỏ ngoài biển như mỏ Bạch Hổ này. Tuy nhiên, không đơn giản là cho mũi khoan xuống biển và lấy dầu lên, mà thực tế, sản phẩm khai thác được từ các giếng dầu và khí không phải là dầu và khí sạch. Chính vì vậy, cần những đường ống thu gom có nhiệm vụ tập hợp dòng sản phẩm từ các giếng khai thác và dẫn tới bình tách để tách riêng nước, khí và dầu để phục vụ cho xử lý đạt yêu cầu sản phẩm dầu khí thương mại. Toàn bộ các hệ thống nước sẽ được đưa lên hệ thống xử lý nước, được xử lý trước khi thải ra biển, đạt tiêu chuẩn về môi trường. Sản phẩm khí của các bình tách cấp 1 và bình tách cấp 2 cộng với cả bình chứa sẽ được nén khí vận chuyển về bờ. Quy trình ấy được thực hiện liên tục, không ngơi nghỉ một giờ phút nào, dù là ngày hay đêm, với sự tập trung cao độ. Cái màn hình này là sẽ là màn hình để thường xuyên theo dõi trên 24/24. Còn cái màn hình này là cái màn hình để bảo vệ cái sự an toàn của giàn. Khi có sự cố cháy lổ hoặc là dò gì đấy là các thiết bị ngoài nó sẽ báo về qua cái màn hình này. Cái màn hình này là mình theo dõi cái độ ổn định của đầu vào. Đầu vào nó ổn định thì các cái máy nó hoạt động được và đầu ra nó mới ổn định. Thì nó chỉ cần một nguồn nó bị gián đoạn thôi. Và bọn mình sẽ phải tìm cách để bù vào hoặc là tìm cách xử lý cái sự gián đoạn đó để làm sao cho cái sự hoạt động của giàn nó là ổn định nhất. Để những ngọn lửa giữa Biển Đông luôn được thắp sáng, để vòng tuần hoàn thăm dò, tìm kiếm và khai thác dầu khí được thông suốt là những ca làm việc miệt mài của những người lính giàn khoan nơi biển cả mênh mông. Nhiều người thấy công nhân ra giàn khoan bằng máy bay trực thăng là 15 đến 20 ngày rồi lại về nghỉ ngơi chừng ấy thời gian. Họ được ở trong những căn phòng điều hòa 24/24, được ăn tự chọn, được uống nước ngọt, nước hoa quả thoải mái và có một mức lương tốt, thậm chí là cao. Những điều đó không sai, nhưng không đủ.
ra thì đồ ở đây làm sao mà ngon bằng ở trong bờ được. Thì cái nguyên nhân chủ yếu là thực phẩm được đông lạnh nó lâu ngày quá. Anh chủ yếu là anh để sống cho qua ngày nhưng mà chứ không quan trọng đâu. Về nhà ăn cơm với vợ ngon hơn. Cơm nhà là ngon nhất mà chị. Cơm nhà với vợ vẫn là ngon nhất. Có lẽ trong nhiều ngành nghề, duy nhất ngành dầu khí là có thứ kỷ luật lao động nghiệt ngã đến thế. Bước chân lên giàn khoan, dù là ai, dù có bao nhiêu năm thâm niên làm việc đi chăng nữa. Việc đầu tiên là lắng nghe và thực hiện nghiêm ngặt những quy định về bảo đảm an toàn lao động. Từ chiếc mũ, găng tay, đôi giày chuyên dụng, đến từng vị trí đứng tại nơi công tác. Tất cả những chi tiết dù nhỏ nhất cũng là sinh mệnh, cũng là tính mạng của những người lao động ở nơi này. Ở một nơi với cả hơn 300 người đàn ông cùng lao động, cùng cống hiến, vươn khơi bám biển để đi tìm vàng đen cho Tổ quốc. Ít ai biết, những điều họ phải đối mặt không chỉ là thời tiết khắc nghiệt, nắng bỏng da, mưa rát mặt, mà còn là vùng quay công việc hơn 12 tiếng một ngày, cùng với những mối nguy rình rập nơi đầu sóng ngọn gió. Công việc của họ không ngày nào giống ngày nào, không giờ nào giống giờ nào, vì sự thay đổi nhiệt độ, áp suất liên tục, độ rung cơ khí rất cao cùng với tiếng ồn khủng khiếp từ các động cơ chạy khí làm cho công tác vận hành và sửa chữa vô cùng nhiều thách thức. Ở đây không có ngày có đêm, nếu có sự cố thì kể cả ban đêm, có thể thức cả đêm để giải quyết sự cố. Những người ở đây là phải nhanh, chính xác, nắm được mọi ngóc ngách ở bên ngoài. Thậm chí là bọn mình phải nhớ tên hàng trăm cái van đấy, phải đọc chính xác cái van đó nó nằm ở chỗ nào, tầng nào, nó đang bị vấn đề gì, thì là để cái người ở ngoài người ta chạy đến nhanh nhất có thể. Chỉ một phút thôi, một tích tắc thôi là sự cố hoặc là nguy cơ nó đã có thể là nó bùng ra rồi. Khi mà máy gặp sự cố là anh buộc anh phải làm sửa chữa bằng ngay, chứ không có thể để từ cho đến ngày hôm sau được. Lúc đấy có thể anh em làm cả đêm hay là làm không ngủ trưa, bởi vì nó cung cấp khí về cho trong đất liền để người ta chạy máy phát điện cho các khu Mỹ rồi dân chạy. Nếu không có là quốc gia sẽ không có điện, là sản lượng điện sẽ bị giảm rất nhiều. Đi lâu ngày mà đi cả tháng trời đâu đùa đâu, mệt lắm. Khó khăn thường trực và muôn vẻ đến từ những giàn khí, nơi những người lao động làm việc bên cạnh những thiết bị đường ống có áp suất khí rất cao như những quả bom ở bên cạnh, từ những bồn xử lý khí với không gian chật chội bí hơi, hay từ những giờ làm việc ướt mồ hôi khi đu mình treo leo ngoài biển để bảo dưỡng thiết bị giữa biển trường, và những tình huống không hề có trong kịch bản khi họ phải liên tục quan sát giàn khoan đã hoạt động hàng chục năm trên biển, liệu có con ốc, con vít nào hư hỏng, có đường dây điện nào bị hở hay không. Đôi khi việc dùng cơm đúng bữa thôi cũng là một điều khó khăn, khi mà bát cơm vừa bưng lên là chợt nghe tiếng rít đinh tai cảnh báo như máy bay phản lực xả thấp, kèm theo đó là ánh lửa từ đuốc giàn khoan rực lên cả một vùng biển, ai cũng phải gấp rút chạy đến nơi khắc phục. Căng thẳng, áp lực bắt buộc từng người phải dồn sự tập trung cao độ vào công việc của mình. Thế nhưng khó khăn vẫn chưa dừng lại. Những lúc biển động, sóng lớn, những ngày mưa bão hay mùa gió chướng, giàn khoan bị nghiêng và lắc, nhưng họ vẫn kiên cường bám trụ. Họ là những cán bộ, kỹ sư, thợ lành nghề được đào tạo bài bản ở trong nước, nước ngoài. Có những sinh viên ưu tú chỉ mới đôi mươi, thế nhưng cũng có những người cha, người anh đã bám biển hơn nửa cuộc đời. Họ đã quen với tiếng máy móc, tiếng bộ đàm, tiếng còi cảnh báo và cả những bữa ăn lặp đi lặp lại. Chiều nay là có món trứng chiên để phục vụ công nhân. Một bữa là mất bao nhiêu quả trứng này ạ? Một độ 300 quả. 300 quả? 300 quả, đúng rồi. Cho hơn 100 người ăn? Đúng rồi, 150 người. Là mỗi người được 2 quả. Nhưng mà trứng này là cũng phải vận chuyển từ đất liền ra chứ đúng không anh? Đúng rồi, nhà cung cấp uy tín của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thế bao nhiêu lâu thì sẽ lại có một đợt chuyển thức ăn từ ngoài đất liền vào ạ? Cứ một tháng là đóng hàng 2 lần. Đóng hàng 2 lần. Thế là mọi người sẽ phải giữ đông lạnh cho thực phẩm. Đúng rồi, mình vận chuyển ở đây là bảo quản thực phẩm ở trong kho, lên thực đơn và chế biến trong vòng 15 ngày.
ta khoảng độ 10 ngày nữa là dự trữ thực phẩm khi mà tàu trễ hoặc là do biển động không ra được. Vì tụi anh có một cái ngân hàng thực đơn, có thể lên thực đơn trong vòng từ 4 đến 6 tuần, quay vòng không trùng nào. Chế biến kết hợp giữa những các cái món ăn hiện đại, món ăn truyền thống, xây dựng những các cái bữa ăn đa dạng, phong phú. Mười một ngày làm việc của các anh trên giàn cứ trôi qua như thế, mạnh mẽ, can trường, họ tự động viên nhau để gạt nỗi niềm riêng, để đương đầu với những áp lực tâm lý bằng một nụ cười rắn giỏi đầy lạc quan. Đây là giàn trưởng của giàn công nghệ trung tâm số 2, xí nghiệp khai thác dầu khí, anh Võ Duy Toàn. Anh đã 26 năm, đến năm nay là năm thứ 26 gắn bó với cái công việc này ở trên biển. Đâu là cái lý do mà anh lại gắn bó với công việc này lâu đến như thế ạ? Công việc của mình được đào tạo rồi, ngành nghề là cái ngành khai thác dầu khí. Cái thứ hai là trong cái môi trường làm việc khai thác dầu khí ấy, anh em làm việc với nhau rất là đoàn kết, gắn bó, tất cả mọi thứ là giúp đỡ lẫn nhau. Rồi bên cạnh đấy là được sự quan tâm của lãnh đạo sự nghiệp, các phòng ban trong bờ cũng là rất là tạo điều kiện giúp đỡ để ngoài ra hoàn thành nhiệm vụ. Cũng được sự hỗ trợ của hậu phương ở phía sau, là vợ phía sau, để là anh em ở ngoài này yên tâm công tác. Thực ra là biết cái nghề này cũng là vất vả, là nguy hiểm, nhưng mà nói chung là cái gọi là nếu mà mình mà cứ chọn việc nhẹ nhàng cả thì những cái việc nó nặng nhọc gian khổ thì ai thể được sẽ làm, đúng không? Đấy, mỗi con người có một cái công việc, có một cái gọi là cái số mệnh, nói đến cái số mệnh nó đặt mình vào cái vị trí đấy và mình cũng yêu nghề. Số mệnh đã đưa họ đến với biển, cả nửa đời chọn gắn bó trên những giàn khoan. Bởi lẽ ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, ai sẽ gánh phần gian khổ. Dù trước biển khơi mênh mông, con người nhỏ bé, rồi sẽ có lúc mang cảm giác cô đơn đến tận cùng. Anh xa em, chẳng cùng chợt lẻ loi thân. Biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Dám thầm không nói mà sao núi phải mòn. Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tim. Dù sóng đã làm ai có cái được có cái mất. Cái được là mình được trải nghiệm cuộc sống công việc mà đại đa số của mọi người đều chưa biết đến. Cái mất là lúc mà người thân của mình cần đến, mình có thể là không kịp thời đến họ. Gửi lời thì gửi rất nhiều, nhưng chỉ nhắn là ở nhà giữ gìn sức khỏe, yên tâm công tác học tập. Còn ở ngoài này thì vẫn tiếp tục cống hiến cho ngành dầu khí đến hơi thở cuối cùng. Ở đây là gần như là không có phụ nữ mà toàn đàn ông không. Những người đàn ông lao động ở đây là giữ cái tình cảm thầm kín là nhiều. Lắm lúc nhớ nhưng không nói, yêu thì gọi tên nhau mà nhớ thì không u sầu. Đời lính khoan tìm vàng đen cho Tổ quốc, vất vả khó khăn phía trước biển khơi. Nhìn lửa giàn khoan thắp sáng giữa biển trời, bao nhọc nhằn, gian lao tan biến hết. Có lẽ chính những sự vất vả, nguy nan đã gắn kết người lao động trên giàn khoan, khiến họ trở thành những người bạn tâm giao. Những người đàn ông lao động, sinh hoạt giữa biển khơi đã hơn nửa cuộc đời. Ở đó, tình đồng đội nảy nở bền chặt, họ chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Ngày tháng nằm chông chênh giữa biển trời bao la, chỉ có biển và âm thanh của những máy móc. Những người đàn ông nơi đây đã tự sáng tạo nên những món ăn tinh thần thú vị. Nửa đời sống với gia đình và nửa đời sống với anh em. Anh em cũng đoàn kết, vui vẻ, cũng trải tâm sự làm cho đỡ buồn hơn.
sau cái ca buổi chiều. Và khi đấy là mọi người có thể là cùng nhau tham gia các cái môn thể thao để cho mọi người sau những ngày làm việc vất vả thì có thể xả stress. Những người lính nhà giàn, họ đã sống một cuộc đời lạc quan, yêu đời, vững vàng bản lĩnh nơi đầu sóng ngọn gió. Dường như với họ, không có niềm vui và lý tưởng nào cao đẹp hơn khi được canh thức cho biển yên bình, cho những giàn khoan không bao giờ ngưng lửa. Đằng sau sự can trường, ý chí quyết tâm bám biển, bám trời là những hy sinh thầm lặng mà các anh luôn giữ cho riêng mình. Nỗi nhớ mẹ, nhớ vợ, nhớ con, nhớ gia đình luôn canh cánh ở trong lòng. Kính gửi ba thân yêu, hôm nay là một dịp đặc biệt, không biết đất thương này gửi ra giả khoan cho ba. Ba ạ. Ba ơi, ở nhà mọi người vẫn khỏe mạnh và nhớ ba rất nhiều. Mỗi ca biển ba đi làm về, con thấy mái tóc ba lại càng bạc thêm. Ba ơi, tận sâu trong trái tim mình, con luôn thầm cảm ơn ba. Cảm ơn ba là ba của chúng con. Cảm ơn cuộc đời đã cho con được làm con của ba. Con chúc ba thật khỏe mạnh, an toàn trong công việc. Cả nhà thương ba nhiều lắm. Con yêu ba rất nhiều. Đó là lá thư của người con trai gửi cho cha của mình đã công tác trên giàn khoan hơn 20 năm qua. Ở đây, sóng điện thoại lúc có, lúc không, nên nỗi nhớ từ gia đình đành phải gửi gắm qua những dòng thư ngắn ngủi. Khoảng cách giữa đất liền và những giàn khoan trên biển trở nên thật gần khi có những lá thư tay hiếm hoi thế này. Làm du khí như chúng tôi cũng có rất là nhiều cái tâm tư, nhiều đêm nhớ nhà giá diết, thương mẹ già, thương vợ con ở nơi đất liền vất vả. Nhưng chúng tôi luôn nghĩ rằng gia đình là hậu phương vững chắc và họ luôn tin tưởng những cái công việc cao cả mà chúng tôi đang làm. Đó chính là cái nguồn động lực để tôi vượt qua và hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Có những người gắn bó với công việc này đến khi đã bạc mái đầu, cả thanh xuân đi qua giữa biển trời. Nhưng nếu nhìn lại, chọn lại, liệu rằng họ có lựa chọn cuộc đời mình gắn bó với giàn khoan? Thưa quý vị khán giả, đây là anh Lịch. Anh Lịch là một trong những giàn trưởng của xí nghiệp khai thác dầu khí Vietsopetro. Và năm nay là đã tròn 30 năm anh gắn bó với cái công việc này. Cũng chỉ còn 2 năm nữa thôi, anh Lịch về hưu rồi. Bây giờ nhìn cái cảnh biển như thế này, trong một cái buổi chiều giống như rất nhiều buổi chiều khác trong suốt 30 năm qua, và nhìn những anh em đồng đội đồng chí của mình làm việc miệt mài, thì cái cảm xúc của anh như thế nào ạ? Khi mà chia tay anh em đồng nghiệp qua bao nhiêu năm gắn bó thì cũng rất là bùi ngùi, vì đã chia ngọt sẻ bùi với nhau rất là thời gian rất là dài. Ở cái giàn này là lần thứ tư tôi quay lại đây, chuyển việc đi sang sân bay khác của giàn CV2. Thì trong khi đấy là đồng nghiệp của tôi, anh em cùng làm với tôi là đi cùng với mình. Tuy rằng là mình đồ đạc nó không có bao nhiêu, nhưng mà cái tình cảm anh em mà mình lại phải nói là mình có thể rất là yêu cái chỗ này. Yêu cái sự làm việc nhiệt tình của mọi người, yêu cái sự gắn bó của mọi người. Nó không vì một cái mục đích gì khác mà cùng nhau để cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Có những lúc thì vì cái công việc nó nặng nề quá, sức ép quá, hoặc là những cái sự cố mà đôi lúc mình cũng có những cái nhụt ý chí. Thế nhưng mà nhìn những cái đồng đội của mình hăng say làm việc như thế, và mọi thứ được sự động viên của các cái cấp lãnh đạo trong bờ hỗ trợ, cho nên là mình lại vượt qua để lại tiếp tục đứng dậy để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Cái công việc ở dầu khí, cái công việc ở biển khơi này cho anh cái điều gì lớn nhất? Cho anh cái tình người ở ngoài này. Đấy, tôi nói một ví dụ,
chỉ một cái trường hợp hỏa hoạn, trường hợp sự cố thì không một mình ai có thể đứng ra để giải quyết được, mà phải có sự tập trung của tất cả mọi người. Đấy, không khi đấy không có phân biệt rằng là anh ở chức vụ nọ, chức vụ kia hoặc là cái gian nguy nó như thế nào. Trong khi đấy là rất nhiều cái rình rập ở bên cạnh. Anh bây giờ mà đến tuổi về hưu, về với gia đình thì anh nhớ gì nhất ở trên giàn này? Nhớ những cái lần mà cùng với anh em để bàn bạc giải quyết những cái vấn đề khó mà ngoài giàn mà chưa thực hiện được, hoặc những cái sự cố mà chưa bao giờ gặp phải. Cho nên đấy là những cái lúc mà anh em tôi là gắn bó với nhau nhiều nhất, và nhớ nhất. Đứng ở trên biển và trong cái giờ phút hoàng hôn thế này, anh có cái suy nghĩ gì không? Kể ra thì nếu mà được ước thì mình ước là mình ở cái thời bình minh thì nó có khi nó hay hơn. Lại mong được cái tuổi trẻ quay lại mà nó có những điều kiện làm việc như bây giờ thì nó tốt hơn nhiều. Nắng cháy da hay gió bão mịt mù, hễ mũi khoan còn hoạt động, dòng dầu còn phun lên thì họ không cho phép mình ngưng nghỉ. Bởi lẽ từng giàn khoan trên biển là một vành đai thép, là một cột mốc sống, khẳng định lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế không thể tranh cãi của Việt Nam. Những người lính giàn khoan, họ vẫn âm thầm cống hiến để giữ cho lá cờ đỏ sao vàng tung bay hiên ngang giữa biển trời, như sự khẳng định đanh thép về chủ quyền của đất nước. Ở đâu có người dân, ở đó có bóng hình Tổ quốc. Miêu, chào cờ! Ngọn lửa biển Đông